quê sống. Đất này hoàn toàn là đất thiên nhiên rồi, quê họ. Sắp về Hà Nội chưa không biết. Thích nhỉ, mát mẻ. Câu có sẵn cá không, không bác? Ít cá lắm. À. Nói thật không, vừa rồi không cố mua cái nhà thì muốn đợi chẳng bao giờ mua được. Vâng, mua là được mà. Mua là được. Cậu sang năm nữa cậu trả xong nợ. Vâng. Còn nợ 500 nữa. Vâng. Năm nữa thì thuê nhà thì nhất được cũng gần đủ. Vâng. Sau đó là của mình tất. Sau của mình tất. Nó cũng phải tích lũy một tí để phòng thân lúc về hưu chứ. Yêu 5 triệu chứ mấy. Thế ra đi bộ nếu về nhà cháu thì gần không. Đây, ngay bên kia. Ở bên này nó làm cái gì? Nó làm cái gì này? Bên kia luôn. Ừ, nhưng mà đây nó làm cái gì đây? À, đây nó đang chuẩn bị xây một cái trung tâm mặt nước rồi. À. Nó là cái trung tâm thương mại trên mặt nước. À. Hay đấy nhỉ? Chứ không phải chỗ này là không phải nhà. Ừ. Quá thích nhỉ. Toàn cây với cây cả. Ừ. Đây chỗ này là nó xây một cái trung tâm thương mại 5 tầng, tức là thấp tầng thôi, chứ không chứ không phải là. Quá đẹp. Phía bên kia là sông rồi đúng không? Không, phía bên kia là nhà cháu đấy, khu nhà cháu. Rộng, khu nhà cháu nhưng mà nó là sông gì đó. Vâng, sau đó là mới là sông. Sông, sau đó mới là sông. À, sông mặt kia. Vâng, sông mặt sau nhà. Ừ.